Xin chào các bạn. Như vậy là chuyến đi xuyên nước Mỹ của tôi đã hoàn thành rồi và tôi đã trở về Dallas rồi. Chuyến đi cũng là rất ok nhưng mà chưa thực sự hoàn hảo. Bởi vì một câu chuyện như thế này, tôi quay toàn bộ chuyến đi bằng máy Osmo Action 3 và quay bằng hai chiếc thẻ micro SD. Thế thì cái thẻ thứ hai bị có vấn đề các bạn ạ. Nó tất cả video trong cái thẻ này là cứ bị sọc, rồi sọc xanh xanh, rồi là chớp chớp, không thể là edit được, coi như là tiêu luôn. Đấy, rất đáng buồn. Như vậy là một số hình ảnh quay ở Washington DC và toàn bộ các video quay ở New York rồi cho tới thác Niagara là tiêu hết. Quá buồn các bạn ạ. Nhưng cũng rất may là còn một số video tôi quay bằng iPhone thì vẫn còn. Thôi thì có gì dùng vậy. Tôi sẽ edit và up lên một số cái hình ảnh ở New York và thác Niagara để các bạn xem tạm nhé. Rất tiếc các bạn ạ. Và tin chắc là có dịp thì tôi sẽ quay lại cung đường này một lần nữa. Trước khi đi New York thì chúng tôi quay trở lại cái hồ nằm ở trong khu công viên tưởng niệm quốc gia để chụp một số hình các bạn ạ. Vì nghe nói ở đây có rất nhiều hoa Magnolia rất đẹp, tức là hoa mộc lan rất đẹp. Vì là hoa anh đào thì chưa nở các bạn ạ. Thế do đó là sẽ quay lại đây để chụp một số ảnh trước khi đi New York. Đấy, toàn cảnh cái hồ đấy các bạn ạ. Bên kia hồ là nhà tưởng niệm Tổng thống Jefferson các bạn ạ. Đấy, có hai bạn nữ Mỹ nha, đang thể dục buổi sáng. Đẹp không các bạn? Và bây giờ thì New York City đã hiện ra trước mắt chúng ta rồi. Đây là con đường chính dẫn tới khu Times Square các bạn ạ. Đấy là có thể nói là một trong những trung tâm sôi động nhất của thành phố New York. Xin chào các bạn, tôi đang ở khu Times Square các bạn ạ. Rất là huyên náo. Đây là có thể nói là trung tâm của New York. Trước mặt chúng ta là cái tòa nhà mà giao thừa năm nào cũng thả giấy rồi bong bóng vân vân làm cái lễ chính đấy. Mà rất nhiều nhóm nhạc đang chờ xếp hàng để được vào biểu diễn. Quá sôi động các bạn ạ. Check the mic and make sure it sound right, boys. Dính vào bản quyền âm nhạc cho nên là tôi không dám sử dụng âm nhạc ở hiện trường các bạn ạ. Hey!
Và bây giờ tôi đã có mặt ở thác Niagara rồi các bạn ạ, bên kia là Canada đấy. Và đây vẫn thuộc tiểu bang New York các bạn. Đây là con đường sẽ đi ra thác này. Đây là dưới chân thác các bạn ạ. Đấy, rất hoành tráng. Trời rất lạnh và tuyết trắng xóa các bạn thấy không? Nước đổ xuống tạo thành những cái bọt nước như là mưa luôn, quá lạnh. Bên kia là nhìn sang Canada. Có một đôi bạn Mỹ đang quay phim chụp ảnh. Nhiều chim lắm các bạn ơi. Không hiểu là loại chim gì nhưng mà quá nhiều luôn, bay từng đàn luôn. Chúng ta ngắm thác lại một lần nữa nhé. Rất tiếc là những đoạn video rất đẹp quay trên đỉnh thác thì lại bị hư rồi các bạn ạ. Quá tiếc luôn. Hẹn các bạn lần sau nhé. Check the mic and make sure it sound right, boys. Và bây giờ chúng tôi sẽ chạy về Đà Lạt các bạn ạ. Đi xuyên đêm luôn, khoảng 20 tiếng. Dự kiến là 8 giờ sáng mai sẽ về đến Đà Lạt. Xin chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những chuyến đi sau. Bye bye.